Cô xin chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Uyên, được sự phân công của ban giám hiệu nhà trường từ tháng 3 năm học 2020. Cô làm công tác chủ nhiệm lớp 3 tuổi A4 của chúng mình đấy. Và ngày hôm nay cô làm một video để hướng dẫn chúng mình các thao tác để rửa mặt. Nhưng trước tiên để rửa mặt được thì chúng mình cần phải có gì nhỉ các con nhỉ? À đúng rồi, để rửa được mặt thì trước tiên cô cần chuẩn bị đó là một chiếc khăn mặt đấy. Và bây giờ các con hãy cùng quan sát bên đây để xem cô thực hiện các thao tác rửa mặt này nhé. Đầu tiên cô lấy khăn mặt ra, cô trải khăn mặt ra hai lòng bàn tay của cô. Cô sẽ dùng tay phải của mình, cô sẽ lau mắt phải, cô sẽ lau từ trong mắt ra đến ngoài mắt này. Tiếp theo cô dùng bàn tay trái của mình, cô sẽ lau mắt trái, tương tự cô sẽ lau từ trong mắt ra đến ngoài đôi mắt. Sau khi lau mắt xong, cô nhích khăn của mình xịt xuống phía dưới, cô sẽ lau từ sống mũi xuống đến hai má cánh mũi này. Tiếp tục cô lại nhích phần khăn của mình xịt xuống nữa, cô sẽ lau miệng của mình, cô sẽ lau từ miệng phải qua miệng trái và từ miệng trái qua miệng phải. Sau khi lau miệng xong, cô gấp khăn lại, cô sẽ lau phần trán của bên phải, cô lau từ trán xuống đến má và xuống đến cằm bên phải đấy. Tiếp tục cô lật tay, cô lau bên trái, cô lau từ trán bên trái xuống đến má và đến cằm bên phải. Cô sẽ gấp khăn lại, cô sẽ lau phần cổ bên phải, cô lau từ cổ vòng qua sau gáy bên phải này và cô lại đổi tay, cô lau phần cổ bên trái, cô lau từ cổ bên trái vòng qua sau gáy bên trái. Sau khi lau mặt xong, cô để khăn mặt vào thau. Các con ơi, các con thấy khuôn mặt của cô bây giờ như thế nào nhỉ? Có xinh không? Có sạch không nào? À, để có được một khuôn mặt thật sạch đẹp thì hàng ngày khi ngủ dậy chúng mình phải biết rửa mặt sạch sẽ này. Chúng mình rửa mặt khi mặt chúng mình bị bẩn này, khi chúng mình đi đường xa về này. Và rửa mặt sạch sẽ còn giúp chúng mình phòng được một số bệnh về mắt nữa đấy, như là bệnh đau mắt đỏ này, bệnh đau mắt hột này. Các con phải luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ này, không nghịch bẩn này. Sau khi chơi đồ chơi xong thì mình phải biết rửa chân tay sạch sẽ này. Các con ạ, vừa rồi cô đã hướng dẫn chúng mình các thao tác để rửa mặt đấy. Chúng mình hãy quan sát các thao tác cô vừa hướng dẫn chúng mình và chúng mình hãy thực hiện các thao tác này nhờ bố mẹ quay lại và gửi video lại cho cô và các bạn cùng xem nhé. Video của cô thực hiện đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở các video tiếp theo.